nên là cái chuyện đó không quan trọng nữa. Nhưng mà em phải như thế nào để mà vượt qua tất cả để mà đến với vợ mình ngày hôm nay, đúng không? Em suy nghĩ nó đơn giản, kiểu như là mình sống thì cứ đối diện thực chất với cái tình cảm của mình thôi. Chứ mà suy nghĩ cứ gặp phải trắc trở cái mình thấy mình buông xuôi. Thì cái đó là như là mình không có sống tốt với bản thân mình, rồi mình lại phụ lòng của cái người mà dạng như người ta đã đặt cái tình cảm và cái niềm tin cho mình. Có nghĩa là em bất chấp và em cưới cô này, đúng không? Dạ. Bằng mọi cách phải cưới được cô này. Hai đứa là cưới được mấy năm rồi? Dạ, 3 năm rồi chị. 3 năm rồi là có mấy đứa con rồi? Có một nhóc 2 tuổi mấy. Rồi trước khi cưới á, thì là em có những cái mà trục trặc hay là có những cái mà hai đứa có thỏa thuận với nhau là cưới em anh phải làm sao, rồi cưới anh em phải làm sao không? Dạ, chắc có. Nghi là bên này đưa ra thỏa thuận chứ bên dạ này là chắc chắn là không có cửa rồi. Thỏa thuận về vấn đề gì? Thứ nhất là không vũ phu. Em không chấp nhận được đàn ông vũ phu. Khi quen nhau và khi cưới luôn, em chỉ chấp nhận 3 trường hợp chồng em được quyền đánh em. Thứ nhất là em hỗn với ba mẹ ảnh, hoặc là ba mẹ em không cần biết, nhưng mà đối với người lớn á. Thứ hai nữa là em nói chuyện với ảnh không có được tôn trọng, như là xưng là mày với tao hay đó, chửi thề gì đó, là ảnh có quyền đánh em. Thứ ba là ảnh bắt được em đi với một người đàn ông khác, xác định rõ nha, đó là em ngoại tình á, em chấp nhận cho anh đánh em. Còn ngoài ra những trường hợp khác là mình chỉ được nói với nhau bằng miệng thôi. Nên khi hai cãi nhau, em nè đánh đi, ngon đánh đâu đi. Được đánh là sao? Chào em. Dạ chào. Cái đầm quá lộng lẫy luôn, lấp la lấp lánh. Anh mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, chào quý vị khán giả của chương trình. Em tên là Võ Ngọc Thắng. Dạ, em 26 tuổi. Hiện em làm công nhân và kinh doanh online. Dạ, chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ, chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Bảo Quốc. Em 32 tuổi. Hiện tại là quản lý một công ty sản xuất da ở Tây Ninh. Rồi, bây giờ nè, hai đứa kể cho anh nghe. Lần đầu tiên gặp gỡ, em có ấn tượng gì về cô gái này không? Lần đầu tiên gặp gỡ á, là lúc đó là một cái buổi tiệc gần cuối năm của một người bạn. Vợ em là kiểu như là em họ của người bạn đó. Lúc đó gặp thì vợ em khoảng chừng 15, 16 tuổi thôi. Là lúc đó là em cũng đã có một cái kiểu như là một bạn gái. Trong tâm lý em lúc đó em suy nghĩ là cô bé này hình như là vừa mới là gây gổ với bạn trai. Thấy là cô bé nó rất là bực bội trong người. Em đoán có phải không? Em đoán có phải không? Chứ không phải là thấy người ta đẹp cái nghía nghía xong rồi làm bộ tìm một cái lý do để mà gọi là bạo biện cho cái hành động mà nghía của mình, đúng không? Xinh quá mà. Lúc đó có ghê bạn trai không? Em cũng lúc đó có bạn trai rồi, mà em không, lúc đó em không biết anh này là có để ý em không thì không biết. Mà em thì sao? Lần đầu tiên em gặp anh này thì em có một ấn tượng gì về anh không? Ấn tượng anh này gọi là anh chơi với con gái á, tiếp xúc con gái bạo lực lắm. Em thì coi ảnh như là người anh bình thường, thì ảnh đi chơi với anh họ của em thì giỡn á, ảnh hay thế mà mình con gái mình hay đánh hay gì đó, ảnh đánh lại là đánh rất là mạnh luôn á, có lần là dặn chặt tay em trời ơi, dặn tay em chặt tay luôn á, giỡn á. Trời, ông nhỏ con nhưng mà cái lúc đó là có bạn gái mà, đúng không? Dạ, dạ. Lúc đó hai đứa em đều có người yêu á. Rồi xong sao nữa, chừng nào mấy đứa này bỏ đứa kia bỏ đứa nọ đặng đến với nhau? Dạ thì khoảng bảy năm bảy năm sau á hả? Dạ. Khi mà quay lại đó, lúc đó là em vừa mới đi nước ngoài về, là đi đào tạo ở bên Hàn Quốc. Lúc đó là em với cái người yêu của em là có cái trục trặc về cái chuyện tình cảm. Rồi sau đó là em về đó em làm, là cái vợ em lúc đó là mới nói là anh có chỗ nào cho em đi làm không? Thì em nói công ty anh cũng mới về, em đưa hồ sơ đi anh nộp cho. Lúc đó có suy nghĩ là anh em thôi chứ không có suy nghĩ chuyện tình cảm đâu. Sau này nữa thì cái chuyện tình cảm của vợ em nó mới không được cái tốt đẹp đó, thì hai anh em cũng tâm sự nói chuyện như đó, rồi cũng làm chung công ty đó, thì thấy cũng hợp ý thì tạo điều kiện cho nhau tìm hiểu. Cái điều gì ở ảnh mà khiến cho em lại có cái tình cảm đặc biệt lên? Lúc trước em bị cặn. Cái một lần em đi xuống bệnh viện em khám để mà em chuẩn bị em mổ mắt á, thì em đi một mình, lần nào cũng đi một mình. Tới chiều đó khoảng 4 giờ mấy cái vào khám, người ta nhỏ mắt cho nó giãn đồng tử ra để người ta đo á. Sau em ra em không thấy đường, rồi đâu có đón xe về được đâu. Cái điện anh này hỏi là rảnh không để mà đón em về, thì điện xong hồi cái ông xách xe từ bên Bình Dương qua, ông chở em về. Từ Bình Dương lên Sài Gòn á? Dạ, rồi từ Sài Gòn chở em về Tây Ninh. Rồi lúc đó là em có cảm tình luôn? Lúc đó thì thấy anh cũng tốt. Anh tốt và có cảm tình. Bắt đầu từ lúc đó là hai đứa có thay đổi khác vậy. Nhưng mà khi nào thì em mới chia tay với bạn trai?
để mà em quen với ảnh? Lúc nạp đơn vô công ty thì nhà anh này nạp đơn xong rồi sau khi đi làm á thì em với người yêu xích mích này nọ, kiểu bạn kia thì lại không thích em đi làm nhưng mà em lại thích là mình tự kiếm tiền, nên là có cãi nhau thì hay điện thoại cho anh này nói là em với người yêu em cãi nhau vậy đó. Xong rồi ổng cũng ngồi ổng nằm ổng nghe em kể tới 2-3 giờ sáng rồi khuyên đồ này nọ, xong đầu tháng mấy cái chia tay luôn. Như vậy là hai đứa bắt đầu đến với nhau. Mà lúc gia đình hai bên có gia đình hai bên gia đình hai bên có đồng ý không? Ba mẹ em thì cũng không có khó về chuyện con quen ai, nhưng mà cái sau thời gian mổ mắt á thì cái anh này cứ mỗi lần mà bên Bình Dương về Tây Ninh chơi về thăm nhà lại ghé thăm em, cái mẹ em cũng thấy lạ lạ, cái mẹ em hỏi chứ tên tuổi gì vậy, cái em nói tuổi Tý, cái em thì tuổi Hợi, cái mẹ em nói tuổi hai đứa xung khác đó nha, dính vô nhỉ, Tý hay là Tỵ? Tỵ Tỵ Hợi, dần thân Tỵ Hợi tứ trùng, dạ, đúng không? Nên là mẹ em đã nói là đừng có dính vô nghe chưa. Nên là lúc đầu quen em này em đâu dám cãi đâu. Nhưng mà em có nói là hai đứa mình không hợp tuổi không? Em có tâm sự với anh này không? Dạ có, nhưng mà anh trả lời cho em một câu rồi nghe em cũng bây giờ em vẫn nhớ, là chồng em bảo là cái chuyện ai chết trước đó sau nó không quan trọng, cái người chết trước á sướng hơn cái người chết sau á em. Tại vì cái đứa chết sau á phải thương đứa chết trước, phải lo cho con sau này, phải nhớ nhung cái người chết trước. Cái câu đó là em nhớ tới bây giờ. Dạ. Nên là cái chuyện đó không quan trọng nữa. Nhưng mà em phải như thế nào để mà vượt qua tất cả, để mà đến với vợ mình ngày hôm nay, đúng không? Em suy nghĩ nó đơn giản, kiểu như là mình sống thì cứ đối diện thực chất với cái tình cảm của mình thôi. Chứ mà suy nghĩ cứ gặp cái trắc trở cái mình thấy mình buông xuôi. Thì cái đó là như là mình không có sống tốt với bản thân mình, rồi mình lại phụ lòng của cái người mà dạng như người ta đã đặt cái tình cảm và cái niềm tin cho mình. Có nghĩa là em bất chấp và em cưới cô này, đúng không? Dạ. Bằng mọi cách phải cưới được cô này. Hai đứa là cưới được mấy năm rồi? Dạ, 3 năm rồi chị. 3 năm rồi là có mấy đứa con rồi? Có một nhóc 2 tuổi mấy. Rồi trước khi cưới á, thì là em có những cái mà trục trặc hay là có những cái mà hai đứa có thỏa thuận với nhau là cưới em anh phải làm sao, rồi cưới anh em phải làm sao không? Dạ, chắc có. Nghi là bên này đưa ra thỏa thuận chứ bên dạ này là chắc chắn là không có cửa rồi. Thỏa thuận về vấn đề gì? Thứ nhất là không vũ phu. Em không chấp nhận được đàn ông vũ phu. Khi quen nhau và khi cưới luôn, em chỉ chấp nhận 3 trường hợp chồng em được quyền đánh em. Thứ nhất là em hỗn với ba mẹ ảnh, hoặc là ba mẹ em không cần biết, nhưng mà đối với người lớn á. Thứ hai nữa là em nói chuyện với ảnh không có được tôn trọng, như là xưng là mày với tao hay chửi thề gì đó, là ảnh có quyền đánh em. Thứ ba là anh bắt được em đi với một người đàn ông khác, xác định rõ nha, đó là em ngoại tình á, em chấp nhận cho anh đánh em. Còn ngoài ra những trường hợp khác là mình chỉ được nói với nhau bằng miệng thôi. Nên khi hai cãi nhau em, nè đánh đi, ngon đánh đâu đi. Đâu được đánh là xài á, đúng dạ không? Vậy là chắc anh này không có điểm gì xấu đâu ha. Có thì chết thôi. Đâu kể coi có điểm gì xấu nè. Đối với em tôi nghĩ xấu là ảnh hay cằn nhằn. Em phải làm như thế này, thế này, thế này. Chuyện xảy ra rồi anh sẽ nói tại sao em không làm như vậy, em phải làm như vậy nè. Ảnh luôn luôn muốn em là phải hoàn thành tốt hơn cái nữa. Với lại anh cứ cằn nhằn vậy thôi, nói nhỏ nhẹ giống như nãy giờ nói đó, phải không? Dạ, nói hoài hay cằn nhằn nè, rồi tới cái gì nữa? Ông vẫn nhây lắm. Nhây nó hay dò đầu em nè, rồi hay cắn em, bất chấp lúc nào mà ở gần em là hay cắn tay nè, cắn vai, nói chung là ổng thích cắn là ổng cắn thôi. Đang đi xe ổng nắm tay ổng cũng đưa lên miệng cắn luôn. Cái đó cưng, cái đó cưng, sao thích gì đâu mà cắn quá vậy? Không thái thôi, tao thấy cái tay nó bầm tiếng vậy, có phải là ổng cắn không? Dạ dạ không, cái này là từ nhỏ bớt. Nhưng mà hồi lúc mà quen ổng á thì em lại thích như vậy. Hồi lúc quen ổng là em cắn ổng có thẹo luôn á. Thì đó. Bây giờ ổng cắn trả thù. Xong bây giờ cưới rồi em không cắn nữa, nhưng mà ổng cắn em suốt ngày. Rồi còn gì nữa nè, có bị lười tắm không? Ổng đi làm vậy á, ổng không có, hay gì mình tắm liền đi. Rồi mình vô nhà mình cho nó thoải mái không? Về cái vô phòng, cái bắt cái quạt lên, cái nằm đó, bấm điện thoại, chơi game, bấm cho đã vậy. Cái em kêu đi tắm, cái không tắm. Lười luôn á, tại lúc đó là mát mẻ rồi, không còn muốn tắm nữa. Với lại đi toilet rất là lâu. Chồng em chơi game đó. Chồng em dành hẳn một tiếng đồng hồ trước khi đi làm á. Hay gì 6 giờ rưỡi là tụi em đi làm á. Ổng sẽ canh đồng hồ trước 1 tiếng, cài báo thức. Vậy là 5 giờ rưỡi là ổng đã vô rồi. Đúng rồi, ổng thức dậy ổng vô rồi. Rồi, mong muốn thay đổi điều gì nè? Em thấy chồng em có những điều xíu xíu thôi, chứ chồng em cũng tốt lắm rồi. Không muốn thay đổi một gì hết. Dạ. Có muốn cải thiện cái thời gian trong toilet không? Nói thì vui vậy thôi, chứ chồng em cũng đã biết cách cải thiện đó là dậy trước đó anh.
Dậy sớm đó là tới lúc em dậy là anh đã xong rồi. Đã xong rồi. Năm rưỡi là nó vô rồi đấy. Đó. Chỉ ghiền cái toilet quá. Rồi chắc bây giờ tới em. Cái lỗi nhỏ nhỏ thì ông nói, nhưng mà mấy cái lỗi như khi mắc nhiều lần quá em cũng hơi gọi là bực mình. Đại loại như ví dụ là làm bất cứ chuyện gì, làm xong thì không dọn. Hay là trước khi làm á, em phải kiểu như em phải chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi vợ em mới làm được. Mà anh kỹ lắm. Ví dụ như trên kệ đồ của em á, cái chai dầu hoa, nước hoa để đây, cái lọ mỹ phẩm để đây, thì sáng em xài xong em sẽ ý như là em tráo chỗ hay chỗ này. Không chịu, vô là phải bắt cái này phải để ăn ngay đây. Nên là rất là ngăn nắp. Đó, rất là ngăn nắp. Chồng em ngăn nắp, còn em thì bài. Đâu ra đó. Có cái nữa là cái cách suy nghĩ á, hơi tiêu cực. Như vấn đề, ví dụ vấn đề đó em thấy rất là bình thường, nếu không được thì thôi. Nhưng vợ em cứ suy nghĩ. Hoang mang đúng không? Cái đó như vậy là không được đâu, rồi nó kiểu như là ảnh hưởng nhiều, rất là nhiều. Thì cái đó là em thấy là không tốt. Nên thay đổi đúng không? Dạ. Đó. Tức là theo chiều hướng tích cực, đừng có tiêu cực quá. Nghĩ cái gì nó cũng bi quan hết trơn á. Tính ra là nhờ chồng em mà những cái công việc của em á, có nhiều lúc nó em cảm thấy bế tắc đi. Trời em khóc hay là gì đó, chỉ cần em nói với ảnh sẽ tìm cách như là đưa em đi chơi hay là đi ăn nữa để em thoải mái hơn. Ok, rồi còn gì nữa nè? Nghe ở trong nhà có hay lấn át chồng không? Ví dụ như khi mà tối, ví dụ này hai giờ ngủ chung thì lúc nào cũng phải gác em mới được ngủ. Em thích ổng ở rồi nha, ví dụ ổng đi qua phòng khác ngủ em cũng không chịu nữa. Ngủ là phải gác lên cái gì chứ mới đã chứ. Chắc ăn là ổng đang ở đây. Có hay hỏi chồng thương tôi không, anh có yêu tôi không? Vấn đề đó thì hỏi rất là thường xuyên, mà hỏi bất chấp luôn. Là em thích hỏi đang là ngủ vậy, đạp vậy, đang mơ mà hỏi anh có yêu em không? Cái bữa nào mà dạng như kiểu như mà mình còn đang trong cái giấc ngủ sâu mà trả lời chậm á, cái nói anh hết yêu em rồi. Rất dễ thương mà. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thì chỉ có thay đổi là cái suy nghĩ chín chắn hơn, phải biết sắp xếp công việc của mình, với lại dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, chứ không phải là bài đã để đó. Ví dụ như em á, là người chồng đúng không, thì em chấp nhận được, nhưng mà đó ví dụ như ba mẹ hai bên đôi khi lớn tuổi thì thấy cũng bực mình. Thực sự là cái cặp này á, là đã có một ông chồng lớn tuổi hơn, chín chắn hơn. Nếu mà thương ảnh, thần tượng ảnh thì ảnh nói á, những cái nào mình thấy sai là phải nghe lời ảnh đó, để cho mình ngon lành hơn, mình em tốt hay hơn. Nói là em thấy em với hồi lúc em còn gái là em đã tốt lắm rồi. Em nói, vẫn còn cứng đầu dạ thì em có cãi mà em nói em đã tốt lắm rồi. Em cứ bảo hồi đó em suy nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ em đã nhích lên rồi, sao anh không công nhận hay là như thế nào á? Thôi khi phải công nhận để cho cô vui. Dạ bộ nó công nhận đại đi, nó ô bữa nay em đỡ bừa bộn hôn rồi nè, nhưng mà ngày mai em ráng gọn hơn xíu nữa nha anh cưng đó. Rồi là chào phải có những lời khen ngợi chứ, đúng không? Chào em hay nói là thôi coi như anh lấy em đặng anh làm phước vậy, suốt cuộc đời khỏi cần đi chùa. Dễ thương em nhớ hoài rồi. Coi như hai bạn như vậy là quá vui rồi. Chỉ chúc cho hai em sẽ càng vui hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa. Yêu chồng hoài á, yêu chồng hoài vậy đó nha. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình.